Đầu tiên con xỏ hai tay vào hả? Ừ. Xong xỏ hai tay vào rồi. Giỏi, tự mặc. Ừ, mặc tất đi, đi ngủ đi con. Ừ, con lôi ra, con mặc tất đi ngủ đi. Đúng rồi, chính xác luôn các bạn. Con giơ cái gót chân con lên là vậy, xem nào. Nào, cái phần gót nó vào chưa, gót chân chưa, cái chân đã mặc tất rồi á, giơ phần gót lên rồi. Rồi con giơ chân lên là mẹ xem con mặc đúng chưa. Rồi chính xác rồi đó, đúng phần gót rồi. Rồi bây giờ con lấy cái áo áo màu hồng hoa hoa của con mặc vào đi, áo Hello Kitty á, mặc áo Hello Kitty vào cho ấm để ngủ cho nó ấm. Xỏ hai tay vào hả? Đầu tiên là làm gì? Con xỏ hai tay vào hả? Rồi. Đầu tiên con xỏ hai tay vào hả? Xong. Xỏ hai tay vào rồi. Giỏi, tự mặc áo được rồi, giỏi. Kéo xuống. Con tự đi nào, con làm giỏi lắm mà. Ừ. Xong rồi, lôi tóc ra khỏi áo đi. Rồi, nằm xuống giường để mẹ đi tắt điện đi ngủ. Được chưa? Vậy là con đã hoàn thành cái việc mặc tất và mặc áo rất là giỏi nha các bạn. Cho bạn Manda một chàng vỗ tay nào.